chào tất cả các bạn đã đến với kênh thế giới đồ cầu chính vn của đồ cầu cửa hàng đồ cầu phim mắc. Hôm nay cửa hàng đồ cầu phim mắc sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy chuyên lúa của Shimano, dòng Stradic Z 3000 hạt cơ. Trên tay mình đang cầm là con Stradic Z 3000 hạt cơ. Nhìn tổng quan bên ngoài á, nó có màu là màu trắng bạc, nhìn rất đẹp và sang trọng. Chúng ta hãy nhìn sơ qua về nó. Về phần cái cối của nó, chúng ta nhìn đầu tiên những cái cối của nó, lớp cối của nó là khá nóng. Đây cái góc này, đây cái góc này, cái góc ra dây rất tốt. Lấy bát đá rất mượt. Còn về nơi sản xuất của nó sản xuất ở Malaysia nhé. Nó có số hiệu là 0401. Sản xuất ở Malaysia. Nó rất cuốn về thế này. Thương hiệu là Shimano ấy bạn. Nó cũng là tay quay dơ. Dòng tay quay dơ. Dòng này cũng chống được các bạn. Còn về phần chúng ta sẽ phân xem phần thông số đến hồ ra. Thông số nó là có tốc độ vòng quay là 6.0/1. Tức nếu về tính về dòng lúa thì này là cũng được đó. Lúa cần lọc và chèn này cũng được đó. Tải maximum của nó là 9 kg tương đương với 20 pound. Trọng lượng của nó thì tương đối nhẹ là 225 g. Và bậc đàn của nó là 601. Đấy, một bậc đàn kẹp. Vòng quay của nó là 89 cm/1 vòng quay. Nó là size dây nylon là size số 3, size số 025. Cái cân size PE thì thường nó thường là size, nếu mà 20 báo thường nó size dây 2.0 đổ lại 2.0, 1.5, 1. Thường là 1.5, 1. Nó dành cho các bạn nào không chạm, không chạm, không mắng, không nhông. Con lọc thì nó size dây lớn hơn, thì cho nó chặt đóng cho nó dễ. Về phần hộp, các thông số, đặc điểm của dòng ở Shimano á, lúc mua máy, nó tăng thêm cài không đêm, để cho không đêm lên tiền trọng. Bây giờ chúng ta lại quay lại với con máy. Dòng này thì nó là không có C14 cộng. Có điện xác định có công nghiệp Procheck. Đó thì là nào kiếm. Nó sẽ bao trong cái phần chi tiết của máy. Này làm bằng kim loại mà. Đấy, nó cũng là dòng chống đục đấy. Cái trong nọc kín này, trong này nọc kín. Trục này là nó làm bằng hợp kim nhanh nha các bạn. Chuyển động rất đều. Cái này quấn dây rất đều nhé. Dòng này, dòng Stradic này quấn dây rất đều rồi. Bây giờ chúng ta lắp vào để xem nghe tiếng tắc của nó thế nào. Chắc là nó tương đối nhỏ. Máy quay thì lắp vào rất tiện lợi, trọng lớn, dễ thao tác. Đặc biệt của nó là hai chỉ hai bên được trang bị hai đàn khi quay rất tiện.
thì nó sẽ nhỏ gọn, màu trắng bạc, chất nhẹ. Nói chung các bạn nào câu lúa thì dòng này là dòng tương đối thích hợp cho các bạn, với dòng giá tầm giá từ 3 đến 1 triệu thì xài dòng này là ok, có thương hiệu nổi tiếng và dòng này xài rất bền, đánh nước lơ, nước mặn, nước ngọt đều được. Và bây giờ chúng ta sẽ thử lọc cái dòng máy này vào cân lúa oxy mất lúa. Đây là cân lúa oxy bao nhiêu? Lúa Matic. Lúa Matic này nó là có thông số là NMH này, medium heavy. Nó là chiều dài của nó 21 và nó là sinking dòng máy tính F. Nó có độ tải cả là nó lên đến 25 pao, tầm khoảng trong khoảng 12 kg rưỡi. Nó là tải giấy từ PE là từ 1 đến 2 chậm nhé. Lúa là từ 7 đến 35 gram. Khoảng lúa rất rộng, thân này là khoảng lúa nó rất rộng. Bát của nó là bát thu tiêu. Bữa này là mình mới giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái dòng máy giá định chế 3.000 hàng đơn mà bên cửa hàng Doco Phim Bắc Ninh phân phối. Các bạn nào có nhu cầu muốn mua hoặc là muốn tư vấn thì có thể để lại số điện thoại comment ở phía dưới để được tư vấn và đặt hàng. Hoặc là các bạn nào ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn có thể ghé địa chỉ 186 Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để ghé sang xem hàng trực tiếp và đặt mua hàng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, nhớ like và share.